Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, chia sẻ và chứng minh với mọi nhà đầu tư bằng chính những giá trị thực tiễn trên thị trường mà bản thân tôi trong suốt thời gian nhiều năm qua của cả quá trình phát triển phải nỗ lực để gửi đến nhà đầu tư. Nhà đầu tư nên hiểu rằng mỗi phương pháp giao dịch đều có cả quá trình mà bản thân nhà đầu tư phải trải nghiệm, phải va vấp ở trên thị trường để có thể nhìn nhận và đánh giá và áp dụng dần dần mới có thể áp dụng được vào trong thực tế. Chẳng có cái gì được gọi là nhanh và gì nhà dễ và đơn giản. Chỉ có nhanh mất tiền, dễ tan ra bại sản và đơn giản các bạn chẳng còn cái gì ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Chỉ có những thằng lừa đảo nó mới nói cả các bạn rằng thị trường này dễ kiếm tiền và đơn giản tạo được ra những giá trị lợi nhuận. Mỗi một phương pháp ở trên thị trường đều cần phải có được cái người thầy hoặc ai xưng cả các bạn là á quân Forex thế giới, ai là chuyên gia Forex, ai là người đứng ra gọi là nhiều năm kinh nghiệm ở trên thị trường này. Họ phải minh chứng bằng thực tế trong suốt cả một quá trình dài để cho các bạn nhìn nhận, cho các bạn đánh giá. Có như vậy dần dần các bạn mới có hiểu mà gì áp dụng vào trong thực tế. Chẳng có cái chuyện mà gì nhỉ, học vài ba bữa là các bạn ra, các bạn đòi, các bạn có thể vận dụng, áp dụng vào trong thị trường mà chính bản thân các bạn còn chưa có hiểu, chưa có kịp nhìn nhận, chưa có kịp đánh giá và chưa có kịp thấy rõ cái thằng thầy đó nó vận dụng, áp dụng vào trong thực tế thì làm sao các bạn có thể ra ngoài để các bạn tạo được ra những giá trị cho chính bản thân các bạn ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Đây là điều mà bất kỳ ai khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này cũng cần phải hiểu và nhìn nhận và đánh giá cho thực kỹ khi mà gì nhỉ, tìm hiểu để mà gì nhỉ, đánh giá cho thật kỹ khi tham gia giao dịch ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ, những gì chúng tôi đang gửi đến mọi nhà đầu tư, các bạn có thể thấy rõ về những giá trị này. Mỗi một phương pháp đều có những giá trị nhất định ở trên thị trường, từ phương pháp đánh scalp, đánh swing, đánh lướt ở trên thị trường, hay là phương pháp đánh hẹp, hay là nhồi lệnh ở trên thị trường. Quan trọng nhất là cái người trader đó, họ có khả năng kiểm soát, họ có khả năng tạo được ra những giá trị lợi nhuận, họ có khả năng để mà nhìn nhà xử lý các giá trị đấy ở trên thị trường hay là không. Không có kinh nghiệm, không có sự trưởng thành ở trên giao dịch của bản thân mình ở trên thị trường giao dịch, xin lỗi nhà đầu tư, tiền bao nhiêu bỏ ra cũng chỉ là gì nhỉ, cắt lỗ và gì nhỉ, giảm dần tài sản của bản thân các bạn ở trên cái thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Đây chính là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý, cần phải nhìn nhận và cần phải thấy rõ khi tham gia thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng những giá trị chúng tôi chia sẻ, những giá trị chúng tôi truyền đạt đến mọi nhà đầu tư, các bạn hãy lấy đó làm những giá trị thực tiễn và gì nhỉ, hãy yêu cầu bất kể một ai chia sẻ cho các bạn về kiến thức, chia sẻ cho các bạn về phương pháp, chia sẻ cho các bạn về kinh nghiệm, hoặc là cho các bạn bất kỳ một bí quyết nào, hoặc là gì nhỉ, bất kỳ một giá trị nào trên thị trường giao dịch Forex này phải chứng minh bằng thực tiễn, giống như Trần Quốc Minh, chủ của SC đào tạo Forex trong suốt thời gian nhiều năm tháng qua ở trên thị trường giao dịch Forex đã gửi đến nhà đầu tư. Tôi mong muốn rằng con đường mà chúng tôi đang đi và con đường mà chúng tôi đang nỗ lực cho nhà đầu tư thấy rõ thì các bạn phải tự điều chỉnh lấy chính bản thân các bạn ở trên thị trường giao dịch Forex này. Ngoài bản thân các bạn ra thì không ai có thể giúp được cho bản thân các bạn khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Bất kỳ một kiến thức nào, bất kỳ một giá trị nào, chính bản thân các bạn không tự hiểu, không tự kiểm soát, không tự nhìn nhận, không tự đánh giá thì xin lỗi các bạn chỉ là người sẽ phải nôn tiền ra và gì nhỉ, tan ra bại sản với cả chính những cái chiêu trò lừa đảo mà của bọn không giao dịch được ở trên thị trường này nó đang thuốc nhà đầu tư mà thôi. Mời các bạn theo dõi livestream trực tiếp này ở trên thị trường giao dịch của bản thân tôi. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo Forex, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, chia sẻ và chứng minh bằng thực tiễn để cho mọi nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị này trên thị trường.
Rồi, thế nha. Tôi cũng chia sẻ nhà đầu tư khi mà trong giao dịch đó, thì bản thân chúng ta phải hiểu để mà vận dụng, áp dụng được vào trong thị trường. Mục đích của chúng ta là kiểm soát được những giá trị của bản thân chúng ta trên thị trường giao dịch Forex. Đó, tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Chúc tất cả các bạn giao dịch thành công.